Rồi, như các bạn đang thấy ở đây là tôi đã lên iOS 26 Developer Beta ở trên con iPhone 11 Pro Max. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau nói sơ qua về iOS 26 ở trên một chiếc điện thoại cũ. Ví dụ như là cá nhân tôi nghĩ rằng là iPhone 11 Pro Max cũng khá là xem so với cả iPhone 11 Series. Do đó, với những anh em nào đang sử dụng iPhone 11 Series thì hoàn toàn có thể xem video này để đối chiếu, để biết được rằng là liệu các bạn đang sử dụng iPhone 11 Series thì có nên nâng cấp iOS 26 hay không, nó có những thay đổi như thế nào, hiệu năng của nó ra sao, pin cùng các thứ của nó như thế nào, và chúng ta có thật sự cần nâng cấp lên phiên bản hàng này hay không. Trước khi vào video thì tôi cần phải lưu ý với các bạn, đấy chính là đây là phiên bản iOS 26 Developer Beta, tức có nghĩa nó thậm chí còn chưa phải là phiên bản beta luôn cơ. Và nó chỉ là một cái phiên bản cho các nhà phát triển để có thể gọi là trải nghiệm sớm những cái tính năng mới nhất thôi. Do đó cái việc mà nó có lỗi là điều hoàn toàn bình thường. Cái việc mà nó chưa tối ưu tốt cho phần hiệu năng cũng là điều hoàn toàn bình thường nốt. Vậy nên chúng ta sẽ không thể nào đánh giá được một cách công tâm rằng là đây có phải là một phiên bản ổn định để có thể sử dụng được ở trên iPhone 11 Pro Max nó riêng hay là iPhone 11 Series nói chung hay không. Do đó video này nó cũng chỉ mang tính chất tham khảo mà thôi. Anh em đừng đặt nặng cái vấn đề rằng là dùng mượt hay không, dùng tốt hay không, rồi sau này lên dùng lác giật các thứ quay sang chửi tôi là không được đâu ấy nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nói kỹ hơn về cái iOS 26 ở trên con iPhone 11 Pro Max này đi. Thì đầu tiên cái nhiệt độ khi mà nâng cấp lên có nóng hay không thì câu trả lời chắc chắn sẽ là nóng rồi các bạn ạ. Đây là cái điều mà nó xảy ra không chỉ với con 11 Pro Max này đâu, mà nó xảy ra gần như là tất cả các dòng iPhone khi mà nâng cấp lên iOS 26 luôn. Tuy nhiên cá nhân tôi cảm nhận nha, thì con iPhone 11 Pro Max này nó chỉ nóng kiểu dạng như là nóng ấm thôi, chứ nó không phải là nóng gắt. Trong khi đó, cá nhân tôi cũng đã có một cái video nâng cấp cả 4 con máy, anh em có thể xem ở bên kênh của Sephonet ấy. Thì con iPhone 13 mới là cái con nóng nhất khi mà nâng cấp lên iOS 26 các bạn ạ. Rồi, số 2 đấy chính là cái dung lượng của iOS 26, cá nhân tôi đánh giá khá là nặng nha. Đây, các bạn có thể nhìn thấy này, cái dung lượng của nó rơi tầm khoảng là hơn 12GB. Đây cũng là dung lượng chung của tất cả những cái dòng máy không có AI khi mà các bạn nâng cấp lên iOS 26. Thêm một chút thông tin cho các bạn, đấy chính là nếu như mà các bạn nâng lên những cái dòng máy mà nó có hỗ trợ AI, ví dụ như là 16 Pro Max ấy, thì cái dung lượng của nó thậm chí còn nặng gấp đôi luôn, khoảng hơn 20GB luôn đấy. Nói chung là cá nhân tôi thấy phiên bản này nó nặng khủng khiếp. Do đó với những anh em nào mà sử dụng dòng iPhone 11 Series mà còn đang sử dụng mấy phiên bản 64GB hay là 128GB thì thôi, quên đi nhá, đừng có nâng cấp lên iOS 26 để làm gì cả, bởi vì phiên bản này nó quá nặng. Tiếp theo, độ ổn định của nó là như thế nào? Thì cái này thực tế nhá, cũng khá là khó nói, bởi vì giống như tôi có chia sẻ với các bạn ấy, đây chỉ là phiên bản developer beta thôi. Do đó chắc chắn là nó sẽ không thể nào ổn định được, và đôi khi nó sẽ còn gặp lỗi khá là nhiều nữa cơ. Đó cũng là lý do vì sao ban đầu khi mà tôi mới update ấy, thì nó khá là giật lắc lắc. Nhưng mà bây giờ thì nó cũng ổn định rồi đấy, anh em vừa xem nó vừa mới giật một phát đấy. Bây giờ nó cũng đã ổn định hơn một tí rồi đấy, nhưng mà lâu lâu nó vẫn sẽ hơi giật lắc lắc và hơi khực khượng một tí. Ví dụ như khi mà chúng ta đóng mở ứng dụng này đấy, thì đôi khi nó sẽ hơi khực khượng tí. Nhưng mà anh em dùng một thời gian thì các bạn sẽ thấy một điều rằng là nó sẽ tối ưu dần dần, nó sẽ đỡ giật lắc lắc hơn một tí. Đấy này, anh em nhìn này, tôi lướt vuốt chạm này, nó cũng đã bắt đầu hơi giật lắc lắc rồi này. Và cái cảm nhận của tôi nha, mặc dù chỉ là những cái thao tác đơn giản thôi, nhưng mà cái phần mặt sau này nó đã bắt đầu ấm nóng lên rồi các bạn ạ. Hơi tiếc là hôm nay tôi không mang cái nhiệt kế về để cho các bạn xem nhiệt độ, nhưng mà cảm nhận của tôi là bắt đầu phía mặt sau này nó bắt đầu ấm nóng nóng rồi này. Mặc dù là tôi mới chỉ thao tác ba cái tào lao bí đao như kiểu là đóng mở ứng dụng thôi nhá, mà nó đã bắt đầu ấm nóng nóng lên rồi đấy. Lát nữa tôi sẽ giải thích cho các bạn lý do vì sao cái iOS 26 này nó lại bảo hiệu năng đến vậy. Bây giờ tôi sẽ nói thêm một cái nữa về hiệu năng, đấy chính là điểm số AnTuTu. Thì đây là cái điểm AnTuTu sau khi mà các bạn nâng lên iOS 26. Đấy, điểm số này khá là cao đúng không? Tuy nhiên cái điểm số này nó lại thấp hơn so với việc mà các bạn sử dụng iOS 18.5. Đây, tôi sẽ show cái điểm của iOS 18.5 cho các bạn xem ở đây. Đấy, thì điều này thực tế ở thời điểm hiện tại nó cũng không mang ý nghĩa rằng là con iOS 26 này hiệu năng yếu hơn đâu. Bởi vì đơn giản mà, các bạn cứ nghĩ rằng là đây là phiên bản thử nghiệm, nó chưa tối ưu, nó chưa phát huy được hết hiệu năng thôi. Đấy, còn ở thời điểm hiện tại tôi chấm điểm cho các bạn tham khảo thế thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nói về những cái tính năng, những cái thay đổi mới. Về mặt tính năng thì gần như là những cái liên quan đến giao diện, những cái liên quan đến phần mềm ấy, thì iOS 26 ở trên iPhone 11 Pro Max nó gần như là tương đồng đến 80-90% so với cả tất cả những cái dòng máy khác luôn. Ví dụ như về mặt giao diện đây, chúng ta sẽ có một cái giao diện mới hoàn toàn như thế này.
với một cái phong cách thiết kế được gọi là Liquid Glass. Tôi nói thật với các bạn là cá nhân tôi đã bắt đầu cảm thấy chán, cũng như là thấy cái giao diện này nó ngày càng nó rối mắt này các bạn ạ. Nó không đẹp như là mọi người nghĩ đâu. Quan điểm của tôi là cái giao diện này nó khá là ga mắt. Nó đồng bộ thì đồng bộ thật, kiểu ví dụ như là từ icon này cho đến cả control center này, các thứ nó đều cực kỳ là bóng bẩy đúng không? Nhìn nó kiểu lạ lạ đúng không? Nhưng mà các bạn tin tôi đi, dùng một thời gian các bạn sẽ thấy là những cái này nó rất là ngứa mắt luôn. Và cái cảm giác nó khiến cho chúng ta kiểu khó nhìn ấy. Nó không kiểu thuận tiện và dễ nhìn giống như là giao diện ở trên iOS 18.5 đâu. Đặc biệt ví dụ như là Control Center này, các bạn nhìn này, cái nền với cả cái này nó bị trong suốt ấy, vậy nên là nó sẽ tệp vào với nhau, nhìn nó bị rối mắt cực kỳ luôn. Nó quá nhiều chi tiết ở trong này khiến cho mắt của chúng ta khó có thể tập trung vào những cái thao tác để chúng ta có thể sử dụng một cách bình thường được. Có một cái điểm mới ở bên trong iOS 26 ở trong màn hình khóa, đấy chính là chúng ta sẽ có thể tạo cái hiệu ứng 3D. Thì xin rất tiếc chia buồn với các bạn, đấy chính là con iPhone 11 Pro Max này chúng ta sẽ không có hiệu ứng 3D đấy đâu. Ví dụ như là với những con iPhone 16 Pro Max trở lên mà tôi có test ở đây, thì nếu như mà chúng ta để ảnh một cái người ấy, thì nó sẽ có một cái cục spatial image ở đây đấy. Nói chung là khi mà các bạn kích hoạt cái cục đấy thì chúng ta sẽ có một cái hiệu ứng 3D khi mà chúng ta nghiêng máy như thế này. Nhưng mà con iPhone 11 Pro Max này thì chúng ta sẽ không có đâu nhá. Nhưng mà bù lại thì chúng ta vẫn sẽ có cái hiệu ứng là cái đồng hồ nó chảy xệ xuống như thế này đấy. Nó chảy hay không thì nó sẽ phụ thuộc vào cái hình nền của các bạn. Ví dụ như các bạn xếp một cái hình nền khác thì cái đồng hồ nó sẽ không chảy xệ xuống, nó sẽ giữ nguyên như thế này, ẩn đằng sau cái chủ thể của cái hình nền. Còn nếu như mà cái hình nền nó chỉ đơn giản giống như là cái hình nền mặc định mà lúc nãy tôi cho các bạn xem ấy, thì cái đồng hồ nó sẽ chảy xệ xuống, thì đây nó sẽ phụ thuộc cái hình nền, cũng là một cái mới mẻ ở trên cái giao diện màn hình khóa của iOS 26. Một vài những cái thay đổi trong giao diện mà cá nhân tôi cảm thấy khá là hay ho nữa, đấy chính là ở trong camera. Đây, với camera thì giờ đây cái việc mà chúng ta sử dụng bằng một tay ấy, nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Đấy, chúng ta chỉ cần vuốt là đã có thể chuyển đổi qua lại giữa các chế độ chụp ảnh hoặc là quay video rồi. Vuốt lên từ một cái chế độ này thì các bạn có thể tùy chỉnh những cái khác, ví dụ như là bật tắt live photo này, đèn flash các thứ này, mà chúng ta đỡ mất công phải sử dụng cái tay thứ hai để thao tác ở trên này giống như là iOS 18.5. Thì đây là một cái mà cá nhân tôi đánh giá khá là cao luôn nha. Nó giúp cho cái việc mà chúng ta sử dụng camera bằng một tay nó tiện lợi hơn rất là nhiều. Hay là đây, ví dụ như chúng ta vào trong ảnh này, hoặc là chuyển sang camera trước các thứ này, đấy, nó cũng sẽ tiện lợi hơn rất là nhiều. Gần như là tất cả các thao tác các bạn đều có thể sử dụng bằng một tay, với ngón tay cái thôi là chúng ta đã có thể sử dụng được rồi. Rồi, một cái nâng cấp trong giao diện nữa đó chính là App Music. Đây là cái mà cá nhân tôi rất là thích nha, và nó là nguồn cảm hứng khiến cho tôi muốn sử dụng cái phần mềm nghe nhạc của nhà Apple này nhiều hơn. Bỏ qua cái phần giao diện nhá, bởi vì cái này thì tôi thấy là ai cũng nói rồi. Tuy nhiên cái mà tôi thích nhất đấy chính là bây giờ nhá, ví dụ như các bạn nghe một bản nhạc ở nước ngoài, ví dụ như là bài hát này đi, thì chúng ta đã có cái tính năng gọi là phiên âm bài hát. Đấy, tức là ví dụ như một bài hát nhạc Hàn, nhưng mà ở phía dưới này chúng ta đã có dịch sang là tiếng Anh. Nhờ đó thì chúng ta có thể hiểu được cái nội dung bài hát là gì. Và ngoài cái việc là nó phiên dịch lời bài hát nhá, thì nó cũng có cả phiên âm luôn. Đấy, đối với anh em nào mà thích hát karaoke mà hát nhạc nước ngoài thì đây cũng là một trong số những cái tính năng mà tôi nghĩ là các bạn sẽ cực kỳ thích luôn đấy. Và cá nhân tôi cũng cảm thấy thích cái tính năng này ở trên Apple Music. Hình như là chưa có ứng dụng nghe nhạc nào có những cái tính năng này thì phải. Đấy, mà hơi tiếc một tí là cái tính năng dịch lời bài hát này này, nó chỉ áp dụng cho tiếng Anh thôi các bạn ạ, nó chưa áp dụng cho tiếng Việt. Đấy, trông chờ từ giờ đến cuối năm xem là Apple có hỗ trợ cho tiếng Việt hay không. Chúng ta sẽ có hai phần mềm mới, đấy chính là game và review. Review thì thôi bỏ đi nhá, tôi nghĩ là nhiều người không quan tâm tính năng này đâu. Nhưng mà game sẽ là một cái khá là hay. Cá nhân tôi coi cái tính năng game này nó giống như kiểu là Game Center trước đây, hoặc nếu như mà gần gũi hơn thì nó sẽ giống như kiểu là Steam với cả Epic Game ấy. Bởi vì trong này nó sẽ có một cái thư viện chứa tất cả những cái game mà các bạn đã chơi hoặc là các bạn đã tải ở trên cái máy này. Và chúng ta cũng có luôn cả những cái event, những cái sự kiện của các tựa game trong thời gian sắp tới. Chúng ta cũng có luôn cả một cái thư mục của achievement, những cái thành tựu của những cái tựa game mà chúng ta đã chơi, chúng ta đã đạt được. Đấy, nó khá giống như kiểu là Steam với cả Epic Game ở trên máy tính ấy. Một vài những tính năng khác trong game cũng được tích hợp trong này, ví dụ như là Apple Arcade này. Đấy, các bạn đăng ký một phát là có thể chơi một đống game luôn, hơn 200 game đến từ nhà Apple. Hay là Play Together, có thể kiểu chọn bạn bè chơi game cùng với nhau. Cái này thì tôi chưa test kỹ bởi vì tôi thường hay chơi mấy game offline chơi một mình hơn. Anh em nào mà có bạn bè hay chơi game với nhau thì có thể thử sử dụng những cái tính năng này nhá. Sẵn tiện ở phần game này thì tôi mới phát hiện ra một cái lỗi ở trên iOS 26 khi mà tôi cài ở trên iPhone 11 Pro Max. Đấy chính là các bạn sẽ không thể nào chơi được Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến. Cứ ấn vào một phát là nó sẽ văng ra luôn. Đấy, anh em thấy chưa? Vào một phát là nó sẽ văng ra luôn. Kiểu dạng như là cái tựa game này nó còn chưa tối ưu, chưa hỗ trợ cho iOS 26 ấy, nên là chúng ta không thể nào chơi được, kể cả khi mà các bạn có vào trong cái app game này để các bạn play luôn.
nó cũng sẽ bị vang. Đấy, ảo chưa? Tất nhiên đấy là cái tựa game duy nhất mà tôi test tôi thấy bị vang thôi. Còn tựa game khác, tôi cũng có tải một cái tựa game khác, đấy chính là PUBG Mobile thì vẫn chơi được bình thường. Đây, ví dụ như PUBG Mobile này, tôi vẫn vào game PUBG Mobile bình thường luôn, không bị làm sao cả. Và dựa vào những cái trải nghiệm chơi game ban đầu của tôi thì cá nhân tôi thấy là nó cũng khá là mượt mà ấy, cũng không gặp phải mấy cái hiện tượng kiểu dạng như là rock FPS, kiểu dạng như là không tối ưu cho những cái tựa game này đâu. Cái mức setting mà tôi đang để chơi ở đây là cái mức HDR và FPS là 60 luôn, cao nhất mà con máy này có thể bật được. Các bạn có thể bật được là Ultra HDR nhưng mà lúc này FPS của nó sẽ chỉ rơi xuống tầm khoảng là 40 thôi, không còn được 60 nữa. Nên là setting HDR 60fps là cá nhân tôi thấy là khá là ok rồi. Và cái trải nghiệm chơi thì nó cũng khá là ngon, ok, mượt. Tất nhiên là khi mà chơi game nhá, với con iPhone 11 Pro Max này là một con máy ra mắt rất lâu rồi các bạn ạ. Đã 4-5 năm rồi, 5-6 năm luôn rồi ấy chứ. Thì rõ ràng là nó nóng lên rất là nhanh luôn. Tôi có thể cảm nhận được cái nhiệt độ nó tỏa ra mặt sau rồi này. Nó rất nóng luôn các bạn ạ. Đây, đây anh em thấy chưa? Nó giảm sáng màn hình rồi đấy, nó nóng nên là nó giảm sáng màn hình rồi đấy. Nói chung là vẫn chơi game được. Cô đấm ăn xôi, anh em gắn thêm cái sò lạnh thì chắc là vẫn chơi ok thôi, không thể vấn đề gì đâu. Một cái thay đổi nữa khi mà các bạn nâng cấp iOS 26 trên iPhone 11 Pro Max, đấy chính là bên trong cái phần pin bây giờ chúng ta sẽ có nhiều thông tin hơn về pin. Ví dụ nha, khi mà các bạn vào thì nó sẽ đưa ra những cái lời khuyên như kiểu là ngày hôm nay thì chúng ta đã sử dụng nhiều pin như thế nào, những ứng dụng nào sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy hao pin nhất trong xuyên suốt quá trình mà các bạn sử dụng tính đến thời điểm hiện tại. Đây, ví dụ như này, nó sẽ phân chia ra này, ứng dụng này tiêu tốn đến 28% pin này, rồi AnTuTu mất đến 17% pin này, setting mất 9% pin này. Đó, thì cái thông tin pin ấy nó hiển thị một cách nó chi tiết và trực quan hơn khá nhiều. Nhờ đó thì các bạn có thể tìm hiểu, nhờ đó thì các bạn sẽ nắm được cái tình trạng pin của chúng ta hơn. Bên cạnh đó thì iOS 26 cũng mang đến một cái tính năng mà tôi nghĩ rất nhiều anh em sử dụng iPhone mong chờ, mặc dù là anh em sử dụng điện thoại Android có từ lâu rồi. Đây, như các bạn đang nhìn thấy luôn, đó là cái tính năng giúp cho chúng ta biết được rằng là khi nào thì chúng ta sẽ đầy pin. Ví dụ như ở đây nó sẽ hiển thị là hai mốc. Mốc đầu tiên là khi nào sẽ đầy 80% pin, và mốc số 2 đấy chính là khi nào thì sẽ đầy 100% pin. Và như các bạn có thể thấy là nó lâu vồn luôn, nó lâu vãi lìn các bạn ạ. Và tôi nghĩ rằng là anh em iFan mà nhìn được cái tính năng này chắc chỉ khóc thét thôi, chắc chỉ muốn là Apple bỏ mẹ đi chứ đừng có đưa cái tính năng này vào. Bởi vì nhìn cái thời gian sạc pin này nhìn nó có chán không cơ chứ. Bình thường nha, các bạn sạc pin ở trên iPhone các bạn kiểu không để ý thì các bạn thấy nó sạc nhanh, nhưng thực tế nó sạc lâu vồn luôn. Đây, 1 tiếng rưỡi mới đầy được 100% pin. Trong khi tầm giá này mấy con điện thoại Android 67W chứ khoảng 30 phút là đã đầy 100 pin rồi. Chán thật. Và tất nhiên là các bạn cũng có thể theo dõi được ở ngay ngoài màn hình khóa luôn. Đấy, 43 phút nữa là đầy 80% pin này. Rồi. Nói chung là tôi thấy là Apple nên bỏ mẹ cái tính năng này đi, đừng trang bị làm gì, công suất sạc chậm cứ đưa vào cho người ta cảm thấy thất vọng thêm. Đó là những cái tính năng mà iPhone 11 Pro Max nó cũng tương đương so với cả những cái dòng máy khác khi mà các bạn lên iOS 26. Còn có rất nhiều những cái tính năng khác liên quan đến Apple Intelligence thì chắc chắn là iPhone 11 Pro Max sẽ không được trang bị. Ví dụ như là những cái tính năng khi mà các bạn chụp ảnh màn hình thì nó sẽ có cái Visual Intelligence này, thì chắc chắn là con này nó cũng sẽ không có luôn. Hay là những cái tính năng liên quan đến dịch thuật trong iMessage này, những cái tính năng liên quan đến dịch thuật ở bên trong cuộc gọi thì iPhone 11 Pro Max cũng sẽ không được trang bị đâu. Do đó thì anh em cũng khỏi phải hóng để làm cái gì cả. Đấy, chúng ta sẽ chỉ có những cái thay đổi liên quan đến mặt giao diện, liên quan đến mặt phần mềm là chính mà thôi. Vậy thì câu hỏi ở đây đấy chính là các bạn có nên nâng cấp iOS 26 lên iPhone 11 Pro Max hay không? Thì câu trả lời của tôi ý sẽ là không các bạn ạ. Bởi vì thứ nhất, con iPhone 11 Pro Max này dung lượng RAM của nó chỉ là 4GB thôi. Trong khi đó cái iOS 26 này nó rất nặng, nó đòi hỏi một cái nguồn tài nguyên rất là cao luôn. Bởi vì các bạn nhìn đi, cái giao diện kiểu gương như thế này mà nó đổ bóng quá nhiều hiệu ứng như thế này ấy, thì nó sẽ cần một con máy nhiều RAM hơn, nó sẽ cần một con máy nó có hiệu năng tốt hơn thì mới có thể sử dụng một cách mượt mà và lâu dài được. Bây giờ các bạn sử dụng thì lúc các bạn sẽ thấy nó mượt, lúc thì các bạn sẽ thấy nó lag. Nhưng mà tin tôi đi, cái lúc mà các bạn thấy nó lag là lúc đấy các bạn thấy bực mình lắm, các bạn chỉ muốn hạ mẹ về lại iOS 18 thôi. Vậy nên lời khuyên của tôi, để có một cái trải nghiệm mượt mà nhất xuyên suốt trong quá trình mà các bạn sử dụng con máy này ấy, thì các bạn không nên nâng cấp lên iOS 26. Cái lý do số 2 đấy chính là cái dung lượng của iOS 26 này nó rất là nặng, lên đến tận là 12GB. Giống như lúc nãy tôi có chỉ cho các bạn xem ấy, thì rõ ràng là những anh em sử dụng iPhone 11 Pro Max hay là iPhone 11 series có dung lượng chỉ là 64GB hay là 128GB thì các bạn không nên nâng cấp để làm gì cả, cho nó nặng máy ra. Đấy, 256GB như tôi nâng cấp tôi còn đang thấy tiếc, nó gì anh em có những cái dung lượng thấp hơn. Vậy nên là lời khuyên của tôi là với những cái dòng máy mà thấp nhất Apple có hỗ trợ ấy, thì các bạn không nên nâng cấp làm gì.
bởi vì nó gần như là một cái bẫy của Apple khiến cho các bạn nâng cấp, các bạn thấy lag rồi các bạn phải nâng cấp iPhone lên mà thôi. Do đó bạn nào đang ở iOS nào thì các bạn cứ ở yên đấy, kể cả đang là iOS 17 hay là iOS 18 thì cứ ở yên đấy, dùng bình thường cho nó thoải mái, cho nó mượt mà. Nâng cấp lên iOS 26 cho giống người ta để làm gì, xong rồi dùng nó giật, nó lag, nó yếu, nó bị này bị kia thì lúc đấy ai là người chịu, các bạn là người chịu chứ ai. Và cái cảm giác đấy nó sẽ rất là khó chịu luôn, bởi vì cái việc mà hạ iOS nó không phải là một cái việc dễ, không phải là ai cũng làm được. Vậy nên là lời khuyên của tôi cuối cùng vẫn là các bạn không nên nâng cấp iOS 26, kể cả là phiên bản developer beta, kể cả là phiên bản beta hay thậm chí là sau này là phiên bản chính thức đi chăng nữa nhá. Thì những cái sự thay đổi về mặt giao diện này nó không đáng để các bạn nâng cấp đâu, giao diện nó không đẹp đến cái mức đấy đâu. Rồi, và đó là những cái chia sẻ của tôi liên quan đến iOS 16 ở trên iPhone 11 Pro Max. Vậy thì còn ý kiến của các bạn thì sao? Các bạn đang sử dụng iPhone 11 series có ý định nâng cấp lên iOS 26 hay không? Thì cứ để lại ngay dưới phần bình luận của video này nhá. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người những video lần sau.